nằm buồn buồn coi. Đang lên tường á, trời ơi. Mày không biết lấy giấy đồ lâu 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 mồ hôi cho xuyên mà mày. Cháy. Tết cũng một một ngày thôi chứ đâu re đâu mà. Thì trước khi đi ấy đi thêm ngày. Nhiều đâu mà. Dạ thưa. Ủa dạ thưa rồi mọi người ở đâu vậy? Ê nên thử nó vừa không? Dạ thưa rồi sao? Dạ thưa rồi chúng ta làm cái gì vậy? Có cái kêu cầm cái ấy lên mình sao kỳ vậy mày? Có Quỳnh đâu? Có Quỳnh đâu? Quỳnh hả? Không. Quỳnh thì đi khuya được. Ủa vậy hồi đó có. Hôm nay chúng ta sẽ có mặt tại Phương Phiều để ăn mừng bạn vừa xuất viện. Về ăn mừng mình mới về thôi. Đéo quay mà tại Phương Phiều vậy trời. Chào các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà Phương Phèo. Đúng rồi, mình... ăn mừng bạn bệnh sốt việt. Ăn mừng bạn bệnh. Coi món đầu tiên. Món đầu tiên là món vịt với xào nướng. Do dùng với lại tam nướng lát cháy là mình ăn. Mình sẽ đổ món thịt vịt vào cái nồi để nấu nóng. Còn dưới nó que. Rồi thịt trắng. Được coi. Tiền. Đây là món vịt. Sẽ phá ngang món lẩu gà ở Đà Lạt. Thôi rồi để vô đi. Giết cái kia qua. Xuyên sẽ. Trời, đây là con vịt á. Tôi tưởng là con đen thui. Nhưng mà được, ngon. Được ngon. Do điện thoại giỡn á. Chúc mừng rõ ràng là số. Chúc mừng sinh nhật Phương. Vô lấy điện thoại tao đi. Yeah. Tao không phải bồ mày đâu, mày kêu. Phải chi là có chút ánh sáng rộng vô cái mặt, bản mặt. Không thấy gì hết luôn. Chụp hoài vô kìa. Từ từ em. Bây giờ...